rồi nhé. Có bạn nào bắt được chuồn chuồn như tớ không? Phải cực kỳ nhanh tay, nhanh mắt thì mới bắt được cái con chuồn chuồn này đấy. Bởi vì loài chuồn chuồn bay rất là nhanh luôn. Đấy, con chuồn chuồn này có đôi cánh màu cam nhá. Hình như là cho chuồn chuồn này cắn rốn là biết bơi đấy. Các bạn nhìn này, bạn chuồn chuồn này có 1, 2, 3, 4, 5 cái chân liền. À, 6 cái chân liền. Ui, đôi cánh màu cam. Cái mắt này còn có màu xanh. Cái đuôi cũng có màu cam, đẹp thật đấy. Bây giờ tớ sẽ thả bạn chuồn chuồn này đi nhá. Bởi vì nếu mà nuôi bạn ấy thì cũng chả biết cho bạn ấy ăn cái gì cả. Đấy. Chuồn chuồn ơi, bay đi nhá. Bye bye. Mãi mới mua được 2 con cá. Thế mà mới được 1 hôm. Wow, tớ phát hiện ra có cái quả gì này. Mềm mềm mà lại còn có lông cơ. Nhìn này, đây là quả trứng gì nhỉ? Trứng gà. Không phải, trứng gà cái lớp vỏ của nó cứng lắm. Mà cái vỏ này nó cứ mềm mềm kiểu gì ấy. Trứng gì nhỉ? Hay là trứng khủng long? Nani? Ô, bạn Nhím. Nhím ơi, cậu bị làm sao mà lại khóc thế? Hai con cá tớ hôm qua mới mua xong, bây giờ cậu nhìn này, nó thành cá khô rồi. Sao mới nuôi được một ngày mà lại thành cá khô được? Chúng bị làm sao à? Tớ làm sao tớ biết được. Hôm qua tớ thả nó vào bể, cho ăn cho uống, nó vẫn còn thích ơi là thích. Thế mà sáng hôm nay chả hiểu tại sao bọn nó lại chạy ra khỏi bể mất rồi, bọn nó nằm ngoài mất rồi. Ôi giời, cậu nuôi cá 5 lần 7 lượt có được đâu mà. Khả năng cao á là hai con cá này của cậu nó không thích cái bể của cậu rồi. Thế bây giờ cậu mang nó đi đâu đấy? Tớ đang mang nó ra nghĩa trang để chôn cất nó cậu ạ. Này, quay lại đây tớ bảo. Tớ có cái này hay lắm. Cứ để tạm hai con cá đấy đã. Ra đây, tớ phát hiện ra trứng khủng long cậu ơi. Trứng khủng long à? Đúng rồi. Cậu tìm được khủng long ở đâu? Đây này. Tớ còn chưa nhìn thấy khủng long bao giờ ấy. Đây, tớ vẫn để ở đây này. What? Đây á? Ủa, bên trong có cái gì ấy? Tớ nghe thấy có tiếng gì mà này. Khả năng cao là khủng long con đấy. Trứng này còn ấn được vào vỏ này. Vỏ nó mềm mềm này. Bình thường các cái quả trứng khác chạy trứng gà, trứng vịt gõ vào vỏ phát là nó vỡ luôn cơ. Cái nhưng này mà nó mềm mềm. Đúng rồi, gõ vào nó lại không vỡ. Thế nhưng mà khủng long gì lại bé như thế này nhỉ? Thì khủng long cũng có nhiều loài khác nhau mà. Có những loài chỉ bé như bàn tay này thôi. Thế cậu nhặt được nó ở dưới đất nè. Đúng rồi, khủng long nó thường đẻ theo ổ đấy cậu ơi. Có khi có một ổ trứng ở xung quanh đây đấy. Hay là bọn mình thử tìm thêm xem. Ồ, tớ biết ngay mà. Cậu có nhìn thấy cái gì đấy không? Tổ chim. Không phải tổ chim, mà là cái quả trứng đó. Sao quả trứng nó bây giờ lại khác thế? Để tớ thử hái nó xem nhá. Đây này. Nó được bọc vào trong một cái lá. Ồ, mà hình như là tổ chim cũng bọc trong lá như này đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà đây rõ ràng là quả trứng mà, làm đúng gì rồi. Có lối vào đâu. Đây này, không có lối vào luôn. Mà đây là lông. Đây, bây giờ chúng mình sẽ để cái quả trứng này xuống dưới này nhá. Đi tìm những quả trứng khác. Tớ cũng tìm được một quả trên này rồi. Ôi, nhưng mà quả này nó thủng rồi cậu ơi. Thủng á? Ôi, có gì vừa rơi kìa. Quả này hình như là nó nở rồi. Nó thủng một cái lỗ để nó chui ra rồi này. Ồ, đúng rồi. Thí thế. Thôi Nhím ơi, ở đây có hai quả rồi. Tớ với cậu, mỗi người một quả đi. Cậu quả nhỏ nhá, còn tớ quả to. Chúng mình thử bóc ra xem bên trong này là cái gì đi. Hy vọng sẽ là một con khủng long. Tớ thích khủng long. Khủng long nhỏ nhỏ như thế này à? Thế có thể mà lại đẻ trên cây. Có khi là khủng long chim ấy. Đúng rồi. Khủng long có cánh đấy. Nhưng mà nó dài lắm đấy nha. Cái gì đây này? Đâu? Bên trong này có cái gì này? Ui, người người hành tinh. Không phải khủng long đâu. Hey, you. Ui, nó gần thò đầu ra rồi. Này, cậu ơi, nhìn cái gì đây? Đâu? Cái đầu đó, hay trông như đầu người ngoài hành tinh vậy. Ui, nhìn này. Cái gì vậy? Trông gì lạ quá. Đây là cái mồm của nó à? Cái gì này? Để tớ lôi nó ra xem nào. Yêu ơi. Ôi, con gì vậy? Trông như một cái kén sâu ấy. Không phải khủng long rồi. Đây chính là vỏ của một cái con sâu
của một con bướm ấy. À, bây giờ nó biến thành con bướm rồi đúng không? Đúng rồi, nó chui ra khỏi cái kén rồi. Đây chỉ là cái kén, cái vỏ của nó còn lại thôi. Thế, cái kén này của tớ, con bướm nó đã chui ra chưa cậu? Cậu thử mở ra xem nào. Khả năng cao là chưa đâu cậu ơi, bởi vì tớ nhìn thấy rất là kín luôn. Để tớ thử mở ra nhá. Đây, cũng xé đầu này ra đúng không? Đúng rồi, xé cái đầu chân trên này ra. Ồ, cái kén này nó đen chắc chưa? Rất là dày luôn. Có cái gì lọc cọc bên trong ấy. Cậu cầm có nặng không? Nặng, nặng lắm. Thế thì chắc là nó vẫn còn con sâu ở trong đấy đấy. Nó có cắn không? Không. Tớ cũng nhìn thấy rồi. Ồ, cậu ơi, hình như là nó cũng nở ra thành con bướm mất rồi. Bên trong cũng không có gì à? Cũng chỉ là cái vỏ thôi à? Cũng chỉ là một cái vỏ màu nâu nâu không như giống như vỏ nãy của cậu. Ôi giời ơi, thế mà cứ tưởng là trứng khủng long các bạn ơi. Hóa ra là một cái kén của một con bướm. Thế là chả có khủng long gì để nuôi à? Chán thật đấy. Hai con cá của tớ. Ôi, cậu lại khóc rồi. Lớn rồi, khóc như thế trông buồn cười lắm. Đừng khóc nữa, tớ vẫn còn cái này hay lắm. Cậu có thích chơi không? Chơi cái gì cơ? Đây này, cậu thích chơi cái này không? Đừng buồn nữa. Chơi cái này xong á, đảm bảo á, quên hết mọi muộn phiền luôn. Cái này là cái gì vậy? Cái này á, sao lại có hai cái mặt của con khỉ này? Không, đấy là hai ninja đấy. Ninja cơ à? Đây là trò đua xe đấy cậu ơi. Hai cái hộp. Đúng rồi, cậu chọn cái hộp nào? Ở đây nhá, có hộp màu đỏ này, có hộp màu xanh da trời này. Cậu thích hộp màu gì? Thế thì tớ máu đỏ để cho cậu màu xanh. Bây giờ để tớ thử bóc cái hộp này ra trước nha. Đấy. Cậu đã bao giờ đi xe đụng bao giờ chưa? Xe điện đụng chứ gì? Đúng rồi, ở trung tâm thương mại tớ đi mấy lần rồi. Đấy đấy đấy, kiểu gì đấy. Trò này của tớ là trò như vậy đấy. Chúng mình sẽ có hai chiếc xe đấy. Mà xe này á, không phải xe chạy bằng dây cót đâu. Ôi trời ơi. Chưa gì mà đã làm hỏng nó rồi. Đấy. Mà bên trên chiếc xe này nhá, cũng có người ngồi đấy. Đây này, một anh ninja đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Đấy, tôi sẽ lắp anh ninja vào đây. Anh ninja này sẽ lái chiếc xe điện dụng này. Sao tớ chọn cái hộp màu đỏ cơ mà? Sao cậu màu xanh mà lại bóc ra xe màu đỏ nhỉ? Thế của tớ thì xe màu gì? Không biết, cậu thử bóc ra xem. Ồ, của tớ thì lại là xe màu xanh. Chứ người ta đọc nhầm mà. Khả năng cao thế các bạn ạ. Thôi được rồi, xe màu xanh cũng được. Ở đây xem nào. Có một cái điều khiển này sẽ phải lắp pin. Một anh ninja này mình sẽ cho ngồi vào đây đúng không? Đúng rồi, anh ấy sẽ lái chiếc xe đó. Đây này các cậu ơi, ở đây nó có một cái nút ấn này. Phía trước còn có cả một tấm xốp, kiểu như nếu như mà khi mà đụng vào nhau ấy thì để tránh cho người bị đập vào xe ấy. Đây, mình sẽ phải ấn cái anh này xuống đúng không? Xuống nha. Anh của cậu lại ngồi được nhỉ? Cậu phải cho ngồi xuống chứ. Như này. Đây này, cậu phải bẻ cái chân này lên này. Sau đó rồi cho ngồi vào đây. Ở đây nó có cái, nó có một cái khe đấy, mình phải cho ngồi đúng vào cái khe đấy cơ. Đây. Ui, cái tay này hơi vướng tay các anh, phải cho lên đây. Tay phải để tư thế lái xe chứ. Được, được rồi. Xe này á có một đặc điểm rất là hay luôn, chạy bằng pin sạc. Đó, hết điện là chúng mình có thể đem về sạc mà vẫn dùng được, không cần phải mua pin. Đấy, bây giờ ta sẽ lắp cái cục pin sạc này vào nha. Cậu nghe gì không? Đó. Điều khiển này thì lắp bằng pin con thỏ. Tớ cũng đã lắp rồi, bây giờ thử điều khiển xem chiếc xe có chạy được không nhá. Để tớ thử điều khiển này. Quạt xe lên này. Bật điều khiển lên này. Zin 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 zin. Tiến lên lùi xuống, tiến lên lùi xuống này. Xoay này, xoay này. Xoay trái, xoay phải. Vừa tiến vừa xoay này. Thì còn hai cái nút nhỏ nhỏ này để làm gì đây? Ui, tăng tốc à? Một nút để bật nhạc, còn một nút để tăng tốc. Tím ơi, tớ nghĩ ra cái này hơi bị hay luôn. Nếu như mà chúng mình đi xe trên đường như thế này thì sẽ không thú vị. Mà chúng mình sẽ thi đấu ở trên một cái đấu trường. Đây chính là đấu trường. What? Chúng mình sẽ thi đấu ở trên chiếc bàn tròn này. Nếu như mà chiếc xe nào rơi xuống dưới đất trước thì xe đó sẽ là xe thua cuộc. Có nghĩa mình sẽ cho hai xe cứ đâm vào nhau đúng không? Xe nào mà bị đẩy xuống trước á, hoặc là người bị văng ra rơi xuống trước là thua đúng không? Đúng rồi. Thế thì ok luôn, tớ với cậu chiến đấu. Xe đỏ của cậu, xe xanh của tớ. 1, 2, 3, bắt đầu.
Yeah, thế là tớ chiến thắng rồi nha. Mới một vòng còn phải chơi 3 vòng cơ thì mới biết ai là người giành chiến thắng. Bây giờ hiệp 2 bắt đầu, tớ sẽ hứng thú. Hiệp 2 bắt đầu. Còn hiệp 3 nữa thôi, tôi sẽ cố gắng để chiến thắng bạn nhí. Người bị rơi ra rồi. Vậy này hiệp 2 tớ là người thua cuộc. Tin, các cậu thấy chưa? Xe của tớ chiến thắng bạn Trang 2/3 vòng rồi. À, cái xe này á, hai bên cái nút vàng này này. Nếu như mà bị đâm vào cái nút vàng này ấy, thì người sẽ bị bắn lên nhá, các cậu nhìn nhá. Gì? Thấy chưa? Thấy lên á. Chơi á mà muốn chiến thắng ấy thì không chỉ đâm vào đầu đấy đâu, mà mình sẽ tìm điểm yếu ở bên hông để mình đâm vào phát, thế là người bắn ra bị rơi xuống luôn.